Bây giờ là phần tin tức chào ngày mới. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức buổi đối thoại tháng 3 định hướng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đảng viên trẻ là quân nhân chiến sĩ công an xuất ngũ, cho đại diện 250 thanh niên là quân nhân chiến sĩ công an xuất ngũ. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí là lãnh đạo đại diện các sở ban ngành trên địa bàn thành phố. Tại buổi đối thoại, đa số thanh niên khi xuất ngũ đều mong muốn có công việc phù hợp, ổn định cuộc sống, nhận được nhiều hơn sự quan tâm của cấp ủy đảng, các cấp chính quyền địa phương. Qua các ý kiến tại buổi đối thoại, đồng chí Trương Quang Nghĩa đã biểu dương tinh thần cầu tiến, vươn lên làm giàu chính đáng của các đồng chí quân dân xuất ngũ và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa những phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ áp dụng vào thực tế cuộc sống để góp phần mang lại lợi ích cho bản thân cũng như đóng góp cho sự phát triển của xã hội cộng đồng. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các đồng chí đoàn viên thanh niên thì cần phải phát huy cái tính năng động sáng tạo của mình. Các đồng chí sau 2 năm rèn luyện và hỗ trợ đồng hành cùng các đồng chí phát huy cái tính thanh niên như là đoàn, thành đoàn và các tổ chức đoàn, thì đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình. Mà tôi nghĩ rằng hoạt động như cái này thì sẽ kéo thanh niên tới tổ chức đoàn nhiều hơn. Mà tôi nghĩ là đây là những cái, có những cái hoạt động này thì các hoạt động đoàn nó mới thực sự sống động. Sau gần 3 tiếng thảo luận, trong không khí trao đổi cởi mở thẳng thắn, đồng chí Trương Quang Nghĩa cũng đã chú ý lắng nghe và ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời quan tâm giải quyết nhanh chóng, hợp tình hợp lý để giúp các quân dân xuất ngũ mau ổn định cuộc sống. Cần phải rà soát lại và đánh giá hiệu quả các cái chính sách của thành phố, của trung ương đối với thì các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự sao cho nó hiệu quả, sao cho nó thực chất và cách tiếp cận sao cho nó dễ dàng nhất. Đánh giá cái chính sách, tìm hiểu và chỉ đúng cái địa chỉ cho anh em và nghe tổng hợp rõ các cái nguyện vọng của anh em hoàn thành nhiệm vụ quân sự. Sở Lao động Thương binh Xã hội tăng cường kết nối, các đồng chí đang nỗ lực cố gắng rồi thì đề nghị các đồng chí là tôi muốn nói là sẽ tăng cường các cái hiệu quả hoạt động của các trường, các cái đào tạo, rồi các cái trung tâm giới thiệu việc làm, các cái hỗ trợ việc làm, nhưng mà cần tăng cường kết nối với các cái doanh nghiệp, các cái hiệp hội của chúng ta, rồi trợ giúp các đồng chí hướng nghiệp cũng như là cái khởi nghiệp, đánh giá, bàn giao và tổ chức cái tiếp đón, thì đề nghị các đồng chí làm cho nó hết sức nghiêm túc. Cái mong mỏi của các đồng chí khác, cái cần của các đồng chí rất khác, mà cái cần ở đây là gì, là các cái tổ chức, các cái cơ quan có khả năng là lắng nghe các cái nguyện vọng các đồng chí và giải quyết, hỗ trợ các đồng chí. Thế thì những cái đầu mối như là thành đội, như là các quận, huyện, phường, thì nghĩ các đồng chí hết sức lưu ý. Đối thoại tháng 3 đã thật sự trở thành một diễn đàn thiết thực, là cơ hội để thanh niên thành phố được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền thành phố, qua đó kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Dịp này, Thành ủy cũng đã trao huy hiệu lưu niệm búa liềm cho những đảng viên trẻ ưu tú là quân nhân, chiến sĩ công an xuất ngũ tại các địa phương.